giày mới Nike, vậy mà lại phải ăn bánh mì. Thế không được, quá lôm côm, khổ thân thằng cháu đít nhôm. Bà Lan đâu ra đây, tôi đã dặn bà rồi là cháu tôi phải ăn tép hùm. Còn nếu không làm thì lấy lương mà về quê. Cháu của bà quá ngon dài, được bao nhiêu em ngưỡng mộ. Bố cũng giàu, nhà thì lắm ô tô, chỉ tội là chưa có bầu. Vào trường mới nếu có vấn đề gì thì phải báo ngay cho thằng bố mày. Bọn nó ma lệch, gọi bố lên nện luôn. Đại ca xin cứ yên tâm, em chờ đại ca. Vào trong đây đứa nào nào là ăn cháo. Bọn mày cứ đi về, tao đi học chứ méo đi oanh một. Anh thật là chẳng ngoan, là một người con ngoan. Chúng em về, thằng em kia trông bố đời. Đúng anh ạ, bướng ghê luôn. Bọn mình phải ra hỏi thăm, thằng em rất bố lao mới vào trường này, chẳng biết thân biết phận tí nào. Gặp bố không chào, biết bố mày không. Chó này, mày có biết bố mày là ai không? Mày có biết bố mày là ai? Bạn ơi, bạn có biết bố thằng này là ai không? Bạn có biết bố thằng này là ai không? Em thưa cô có biết bố thằng này là ai không? Em đang chơi. Này thì bố mày là ai? Tao phải tao gọi anh tao. Ôi quá mê lì, anh ấy gu tao. Tặng anh dài cái bánh bao. Quá lạnh lùng thì lại đúng gu tao. Nhìn mà chỉ biết ước ao. Vào năm mới một em du học từ Lào, thành tích cao sẽ vào lớp này. Cả lớp đâu nào, vỗ tay chào bạn ngay. Thằng đấy trong này mày chắc không em, 100% đấy anh. Thế còn chờ gì tới luôn đi, vào nhanh lên không nó về. Vừa lúc nãy có đứa nhóc nào vào trường rồi sút bông em của bố mày. Mày muốn dư Lào có ngon thì nhào vô. Bọn em trêu tí thôi mà, anh đừng có nóng. Học sinh mới vô trường, em vào em hóng. Mày đừng có lươn lẹo, thế bây giờ chú muốn như thế nào? Muốn làm đàn em anh, làm đàn em anh, đứng lên nào. Thằng em thì trông cũng được, tướng hơi gầy, mắt hơi thâm. Nhìn qua thì hơi giống Hiện. Mày đưa anh đi thăm ngôi trường của mình, rồi tí anh sẽ cho ít tiền. Giờ có anh rồi thì phải theo luật anh. Nó hộ nghèo lấy 200, bọn kia thì lấy 400. Đứa nào lệch oánh không tha, gặp anh thì phải biết điều. Ok, đây là phiên bản Lam Vương chuyển trường, phiên bản Bowery lề lội thiếu kinh phí cũng như là thiếu diễn viên để quay. Và tất cả nội dung cho video mình được dựng bằng điện thoại. Nếu các bạn xem video mà thấy hay, hãy cho tem mình một like và đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để tới rộng rãi người xem hơn. Cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất của cậu cháu mình, cũng như là để ủng hộ mình. Mình không có nói thêm mà chỉ biết cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo.